Dạ. Phật ta mắt ta nhìn thấy trên các kinh để khởi niệm quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Rồi mấy chú nghe niệm Phật phóng sanh phóng bài ra ngoài. Đó. Rồi con thả đi. Hay quá. Rồi con đã quy đa Phật. Phật ta mắt ta nhìn thấy trên các kinh để khởi niệm quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sinh. Rồi con thả đi. Hay quá. Rồi con đã quy rồi phải không? Rồi, con ra con thả đi. Rồi, con mở nắp ra con thả đi con. Mở nắp ra chưa? Mở nắp ra. Rồi, hé hé rồi. Rồi rồi, con thả con rồi. Con mở ra đi, con dở ra đi, con dở ra. Con dở ra, đúng rồi. Có gì đâu mà sợ. Đâu mà sợ con. Con từ bi, con tao có tâm từ bi thì nó sẽ thương con thôi. Mấy cô mấy đây. Chị là đi phóng sanh nha cô chú anh chị. Hiện giờ đang phóng sanh tại Thường Phước, chợ Dòng Găng, cô chú anh chị. Dạ cô chú, hôm nay mùng 1, mấy dì mấy cô có hưởng ứng phong trào của bé Tường Lam phóng sanh cá cô chú. Hôm nay tại Đồng Tháp, quê hương của bé Tường Lam. Tại sông Tăng Hồng nha cô chú anh chị. Nếu các chị thấy cảnh mình khổ, cực kỳ đau khổ, đối phát, giấc dơ, giấc dưỡng, không nhà, không cửa, không nơi, không tựa, cô thỉnh mời hết tất cả quý vị hãy đi dâng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, cảnh Tây Phương Cực Lạc đất bằng vàng rồng, cây bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, sức châu, mã não rất là đẹp. Cảnh Tây Phương Cực Lạc không có đau khổ, một nơi rất là đầy đủ ánh sáng, an lạc, hạnh phúc, vô lượng quang, vô lượng trí tuệ, vô lượng giác. Cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài có lời thề nguyện rằng nếu các ngươi tin có cõi ta, muốn về nước ta, chỉ cần niệm danh hiệu ta A Di Đà Phật, ta sẽ tiếp dẫn tất cả về cảnh giới của ta. Và Ngài đã rước vô số chúng sanh khổ giống như các vị đã được về bên cảnh giới Ngài rồi. Kế tiếp đây là các vị ơi, các vị có thấy mình khổ không? Nếu các vị thấy mình khổ, cực kỳ thống khổ, đối khác giấc dơ giấc dưỡng, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, thì tôi thỉnh mời tất cả các vị hãy di dân về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về trên đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì cũng có, đặc biệt là không còn đau khổ. Cá chê nè cô chú. Còn đây cũng là cá chê luôn. Đây, dưới đây trong đây cũng cá chê con cô chú. Bye.
Đà Phật. Dạ. Dạ. Đó rồi mấy chú nghe niệm Phật phóng sanh phóng bay ra luôn rồi. Đó, đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Ngồi ngồi bên kia, ờ quay qua vậy á chị Năm. Dây quanh đây nè chị. Thả từ từ á. Đây ngày mùng 1 mấy cô mấy chị là đi phóng sanh nha cô chú anh chị. Hiện giờ đang phóng sanh tại Thường Phước, chợ Dòng Găng nha cô chú anh chị. Tại huyện Dòng Răng, tỉnh Đồng Tháp. Đau hả? Ai đau? Không có. 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 Ai đau? Không có.
được tự do. Rồi mấy ổng ngớp mà ổng chào niệm Phật lại kìa. Đây mấy ổng phóng sanh ra mấy ổng ngớp gì nè cô chú chị. Rồi buổi thả cá phóng sanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Thì năm mới chúc quý cô chú anh chị em luôn có một năm thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Đây mấy ổng còn lạng lạng đây nè. Ngọt bùi chúa cay khóc cười, thơm sân si dèo hận thương.